Chào các bạn, hôm nay Goparty sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu bong bóng hình con khỉ như thế này. Dụng cụ cần chuẩn bị như sau. Mình cần có 4 cái bong bóng màu nâu, 1 cái bong bóng màu trắng, 1 cái ống bơm, 1 cây bút lông và 1 cây kéo. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu thấy hay, nhớ chia sẻ và like giúp mình nhé. Chúc các bạn thành công.